từ trục đường An Tây 69 chúng ta đi thẳng vào lô đất của mình luôn. Thì lô đất của mình cũng nằm trên mặt tiền đường nhựa này luôn nha quý anh chị nha. Từ đường HL609 đi vào lô đất khoảng 500m đó quý vị. Mặt tiền đường của lô đất mình là đường An Tây 69 luôn nha quý anh chị. Thì lô đất mình có kích thước là bề ngang của nó là 6m và chiều sâu của lô đất là 39m. Tổng diện tích của lô đất mình là 235m² nha quý anh chị. Thì trong đó đã có 100m² đất thổ cư nha quý anh chị nha. Còn lại là đất trồng cây lâu năm. Thì lộ giới quy hoạch của con đường này là 24m nha quý anh chị. Đó, từ tim đường đi vào đất mình là 12m rồi, nên tương lai con đường phía trước này sẽ được mở rộng là 24m. Vị trí rất là tiềm năng nha quý anh chị nha. Thì mình đi vào lô đất để mình xem. Hiện tại đất đã được san bằng rất là đẹp rồi nha quý anh chị nha. Đã được đóng cọc và bao vây. Thì ở đây thì dân sinh sống rất là đông đúc rồi. Ở đây thì nhà dân rồi họ có làm nhà yến để kinh doanh. Nên thời điểm này nếu như quý anh chị cần biết thêm thông tin về lô đất này thì hãy liên hệ với em nha. Thì hiện tại chủ kêu bán lô đất này với giá là 1.550.000.000 nha quý anh chị. Một mức giá khá là hợp lý và rất đáng để đầu tư. Nếu như quý anh chị đang tìm đất để làm tài sản cũng như là đầu tư trong giai đoạn này, khoảng vài trăm mét cho tới 1.000m, 2.000m, 3.000m thì ở khu vực Phú An, An Tây, An Điền thì em cũng còn một số sản phẩm phù hợp với nhu cầu của anh chị. Hiện tại thì ở khu vực An Tây đang chuẩn bị lên đường nha quý anh chị nha.